Rồi bài chỗ này của chúng ta, chức năng 2. Chức năng 2 thì chúng ta sẽ viết một cái hàm. Chỗ này chúng ta tìm ước chung lớn nhất, chúng ta trả về kiểu bool luôn đi. À nốt, kiểu in mới đúng chứ. Rồi, trả về kiểu in ước chung lớn nhất của hai số A và B. Ước chung lớn nhất của hai số A và B. Chỗ này chúng ta nên khai báo A thường B thường nha. Biến mà. Chúng ta khai áo A hoa B hoa thì nó không hay. Rồi, thuật toán này rất hay nha các bạn. Thuật toán này chúng ta sẽ nói gì? A, B. Và chúng ta sẽ thử một cái file Excel để cho các bạn dễ thấy. Rồi, ở chỗ này người ta đang nói là chúng ta sẽ có thuật toán AB. Giả sử chúng ta có A và B. A là 16, B 16, B là 8. Ước chung của nó là mấy các bạn? Ước chung lớn nhất 8. Rồi, làm sao biết 8? Như vậy vô đây chúng ta thấy là A bằng 0 hoặc B bằng 0, bỏ. Bởi vì A khác 0, B khác 0. A khác B. Nếu A khác B. A khác B không? Khác. A lớn hơn B. Lớn hơn. A bằng A trừ B. Vậy A bằng mấy? A bằng 8. B lúc này bằng mấy? Ủa B có ảnh hưởng gì đâu không? Chỉ A là bằng A trừ B thôi mà. Còn này còn không thì nó mới trừ mà. Chỗ này if thì nó chỉ làm có mỗi cái này thôi. Nó đâu có làm cái dưới đâu. Nó chỉ làm mỗi lệnh này thôi mà. Rồi quay lại. A có khác B không? A là 8, B là 8 sao khác? Hả? A là 8, B là 8. Có khác không? Không khác. Không khác. Return A. Vậy ước chung có phải là 8 không? Rồi, số này hơi đặc biệt. Mình sửa lại. Số 12. 12 với 16 ước chung là mấy? 4. Ok. Bây giờ cho ngược lại đi. Chỗ này 12. Chỗ này 16. A khác B. Đúng. A lớn hơn B. Sai. Thì xuống đây. À. B là bằng B trừ A. B bằng mấy? B bằng 4. A bằng mấy? Ủa A ở đây nó không nói gì hết. Thì nó giữ nguyên. A giữ nguyên. Rồi tiếp tục quay lại. A khác B. Đúng. A lớn hơn B. Đúng. A bằng A trừ B. A 8. B bằng mấy? 4. Không nói gì hết. Rồi. Quay trở lại đây. A khác B. A nhỏ hơn B. A lớn hơn B. Đúng. A bằng A trừ B. 4. 4. Quay trở lại. A khác B. À sai. Return A. Ước chung là 4. Được không? Đúng rồi. Đây là một phương pháp. Nó có rất là nhiều phương pháp.
phương pháp bạn dùng for cũng được. Tiếp tục, giả sử như chỗ này không phải là 12 mà là 13 đi. 13 thì nó chạy khá lâu. Này lớn hơn 13 trừ 16 trừ 13 là 3. 13. Chỗ này là 13 trừ 3 là còn 10. 3. Chỗ này là 7. 3. 4. 3. 1. 3. Và chỗ này là 2. 1. 1. 1. Đây là ước chung. Ha, đây là một phương pháp. Như vậy đây là thầy gọi là ước chung lớn nhất theo phương pháp 1. Ước chung lớn nhất theo phương pháp 2. Chúng ta sẽ làm tương tự theo phương pháp khác. Ước chung lớn nhất là cùng chia, đúng không nào? Cùng chia cho cái gì đó, phải không? Cùng chia cho cái gì đó mà đều bằng không hết. Như vậy thì chỗ này B chứ, sao là A? B. Nếu như trường hợp hai thằng này mình kiểm tra luôn, nếu mà A bằng 0 hoặc B bằng 0 thì return luôn. Còn không, nếu A mà lớn hơn B, còn nếu A bằng B thì sao? Nếu A lớn hơn B thì mình làm gì? Nếu A lớn hơn B thì mình kiểm tra ước chung lớn nhất bắt đầu từ đâu? Từ B chứ. Ví dụ như 16 với 8 thì ước chung lớn nhất mình phải kiểm tra từ 8 nhé. 16 với 12 thì mình ước chung lớn nhất mình phải kiểm tra từ 12. Chứ 12 làm gì chia hết cho 16? Chỉ có thể là 16 chia hết cho 12. Số lớn chia hết cho số nhỏ thôi. Cho nên chỗ này, nếu trong trường hợp mà A lớn hơn B thì chúng ta sẽ for, chúng ta sẽ lấy ở đây một cái biến chỉ mục in y. For y bằng mấy bạn nhỉ? B chấm phẩy y. Bình thường mình sẽ là bé hơn bằng, nhưng chỗ này mình sẽ lớn hơn bằng 1. Đến 1 thì dừng. Đến 1 thì dừng. Đúng rồi. Y trừ trừ. Y trừ trừ. Làm gì? Nếu A chia hết cho Y và B chia hết cho Y. A chia hết cho Y và B chia hết cho Y thì kết luận gì? Return Y là ước chung lớn nhất. Được không? Ước chung lớn nhất. Được không ta? Rồi bây giờ mình sẽ thử hai cái ha. Nếu ngược lại thì sao? Ngược lại thì sao? Thì for ngược lại, for bắt đầu từ A. For bắt đầu từ A. Nếu A nhỏ hơn thì for bắt đầu từ A. Còn A lớn hơn thì for bắt đầu từ B. Và bây giờ mình sẽ gọi cái chức năng 2.
chức năng 2 của mình. Mình sẽ tìm ước chung. Mình cho A bằng 16, B bằng 12 cho nó nhanh, khỏi cần nhập. Bây giờ mình sẽ in ra. Ước chung lớn nhất theo cách 1, phần trăm D phẩy ước chung lớn nhất theo cách 1 của AB. Mình in cả hai xem thử là nó làm sao, nó có đúng không. Ước chung lớn nhất theo cách 2. Rồi, như vậy mình gọi chức năng 2. Gọi chức năng 2. A 16, B 12. Ước chung lớn nhất của nó sẽ là 4. Gọi chức năng 2. Ước chung lớn nhất của nó là 4. Đổi lại chỗ này là 12. Chỗ này là 16. Chức năng 2. Ước chung lớn nhất có vấn đề. Chức năng 2, cái ước chung 2 của mình có vấn đề. Chỗ nào? Chức năng 2 của mình có vấn đề. For y bằng a, y lớn hơn bằng 1, y trừ trừ. Ước 2 hồi nãy mình để là 12, 16 đúng không? Đi bớt vô đây coi. Y bằng A, A lớn hơn B, A nhỏ hơn B. Chạy đi bớt vô coi. Chức năng 2. Ủa sao nó không đi bớt? Ước 2. Chức năng 2. Rồi. À, rồi ok. Chức năng 2. Ước chung của 2. Vào đến function netline A 12, B 16. Nó còn không chạy xuống đây nữa. Nếu for if return một lệnh mà sao nó không xuống đây. A là 12, B 16. Đúng ra nó phải xuống đây chứ. Tại vì mình đang sử dụng cấu trúc mà làm một lệnh, cho nên là mình không cần mở đóng ngoặc. Rồi mình bỏ cái cặp này vô mở đóng ngoặc coi. L. Bỏ cặp này vô mở đóng ngoặc. Chạy lại. Chức năng 2. Các bạn cố gắng chạy debug để mình biết đường vấn đề của nó là gì. Vào bên trong. A khác A bằng B, A bằng 0. Ok, không đúng. Rồi, đó, mình bỏ vô cặp. Mặc dù ở đây chúng ta nói là
ứng với mỗi lệnh đơn thì chúng ta không cần bỏ vô cặp ngoặc nhọn. Nhưng rõ ràng trong đoạn code mà chúng ta đang viết lúc nãy, các bạn biết tại sao không? Các bạn biết tại sao mà lúc nãy mình eo chỗ này nó không vô không? Biết không? Đây là vấn đề mà các bạn cần phải chạy debug. Đấy, mình code hồi nãy mình code có sai không? Không hề sai. Nhưng tại sao nó không đúng? Mình code không hề sai. Nhưng tại sao nó không đúng? Mình chạy có bị báo lỗi không? Không bị báo lỗi. Nhưng rõ ràng kết quả của mình nó không ra. Đây, lý giải cho các bạn thấy nha. Mình nghĩ rằng chỗ này không có eo, không có dấu ngoặc. Không có dấu ngoặc. Thì cứ nếu A lớn hơn B thì làm cái này. Còn không thì làm cái này. Mình hiểu vậy đúng không? Nhưng không phải các bạn. Cái eo này nè, nó đang hiểu là của cái if này, chứ không phải là nó hiểu của if lớn. Vấn đề là chỗ đó. Cho nên bạn muốn nó hiểu if lớn thì bạn phải mở ngoặc. Đấy, bạn muốn hiểu nó là if lớn thì bạn phải mở ngoặc cái chỗ này. Rồi đến đây, ok. Phía dưới này khỏi cần mở ngoặc cũng được. Bởi vì nó đụng ở trên hai cái lệnh if. Cho nên nó đang nhầm là cái eo này của if này, chứ không phải là cái eo này của if lớn ở trên. Bây giờ đủ rồi, chỗ này không cần mở cũng được. Cho nên khi các bạn lập trình, tại sao mà người ta code, các bạn nhìn các bạn code được nhưng các bạn không hiểu. Với một cái if cực kỳ bình thường đúng không? Nhưng mà khi có thầy dạy tường tận cho các bạn như vậy thì các bạn mới hiểu tại sao chạy đúng, tại sao chạy sai. Và muốn biết đúng hay sai, mình nhìn bên ngoài code rất khó phát hiện. Và các bạn phải biết debug. Khi các bạn debug, các bạn thấy ô A nhỏ hơn B nhưng không nhảy vào. A nhỏ hơn B nhưng mà nó không có nhảy vào cái đoạn code này, mà nó đi luôn. Phải không nào? Cái đó chỉ có debug mới phát hiện ra. Còn nếu mà bạn đọc code thì bạn phải rất là tinh ý. Còn nếu mà bạn không tinh ý thì gần như là bạn cứ tưởng rằng là mình đang làm hoàn toàn chính xác. Bởi vì lệnh if, lệnh for, một lệnh. Trong for có mỗi một lệnh if. Trong lệnh if có mỗi một cái thằng return. Ủa thì đâu cần mở nhọn đóng nhọn đâu. Rõ ràng toàn lệnh đơn không mà. Được không? Như vậy chúng ta đã có ước chung. Chạy lại. Chọn chức năng 2, 4, 4. Và chúng ta sẽ chọn lại chỗ này A12, B13. Ước chung của nó là 1. Chức năng 2, ước chung là 1. Đúng chưa? Đúng ý của chúng ta chưa? Như vậy mình có hai cách viết. Một, ước chung theo kiểu này. Hai, ước chung theo kiểu này. Bạn muốn viết kiểu gì cũng được cả. Như vậy bài này chúng ta có ước chung. Mà đã có ước chung thì có bội chung không ta? Bội chung tìm sao? Mình đã có ước chung rồi, làm sao tìm bội chung? Ước chung lớn nhất có rồi. Tìm bội chung nhỏ nhất.
Đúng rồi, đó là phương pháp đơn giản nhất. Còn nếu như mà chúng ta làm theo cấp 2 thì là sao? Phân tích ra thừa số nguyên tố, phải không? Ước chung là thừa số chung mũ nhỏ, bội chung là thừa số chung và riêng mũ lớn. Chắc quên rồi. Rồi, ok. Cái bài mà phân tích một số ra thừa số nguyên tố cũng hay lắm. Nếu như mà bạn nào làm được bài đó cũng rất hay. Phân tích bài toán ra thành thừa số nguyên tố. Biết không? Phân tích ra thừa số nguyên tố. Cực kỳ hay. Có thời gian làm thử coi. Cho một số bất kỳ. Phân tích ra thử nó 2 mũ mấy cộng 3 mũ mấy cộng 4 mũ mấy. Thử coi. Cộng 5 mũ mấy cộng 7 mũ mấy. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ lấy bội chung ha. Bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất phần trăm D xịt N phẩy. Chúng ta sẽ lấy A nhân B chia cho ước chung. A nhân B chia cho ước chung lớn nhất của A và B thì chúng ta có bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất. Bây giờ như chỗ này là 16. Ước chung là 4. Bội chung là mấy ta? Bội chung là 48. 12, 16. Bội chung là 48. Bội chung nhỏ nhất. Được không? Tiếp tục. Bài 3.